bao nhiêu con tim chào dân mừng thì lắc lắc đi lên lo động sức tràn đầy vì xây tương lai đã thấy sáng trời hồng ngọn cờ đang đưa ta tiến lên trên con đường mai vươn xa trên một cánh bay còn một cơn mưa gió nhẹ chỉ đau thân vai nghèo mờ đôi khi xây nơi vui qua cơn lao cũng khó khăn vươn dần lên cây đi cao bay lên cho đến những giấc mơ đi tới biên cương biên trùng chiều vàng chân con nước bên đường qua cơn lao cũng khó khăn bay trở về cây đi cao bay trở về những nước mơ của quốc ta gọi ta qua cơn lao cũng khó khăn bay trở về cây đi cao bay trở về những nước mơ chương trình văn nghệ chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ xã Vĩnh Trung lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đến đây tạm khép lại. Một lần nữa thay mặt cho đội văn nghệ xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể quý vị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Trong không gian về trước thời gian đất nước hôm nay không bị so kê say, bao nhiêu con tim chào dân hiền tình nhất. Thank you.